Theo cập nhật từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 20 tháng 12, vị trí tâm bão số 9, tên quốc tế là Bão Rai, ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 111 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 90 đến 100 km/h, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 140 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, Đông Bắc, sau đổi hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 21 tháng 12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 200 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 đến cấp 7, tức là từ 40 đến 60 km/h, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 15,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 109 đến 115 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc Biển Đông. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 112,5 đến 118 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3. Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7 đến cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 đến cấp 10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động rất mạnh. Ngày 20 tháng 12, do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, nên vùng biển ngoài khơi Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động.